72 mùa thu đã đi qua, nhưng hào khí cách mạng của mùa thu tháng 8 năm 1945 mãi là dấu mốc lịch sử vô cùng ý nghĩa và tự hào với mọi thế hệ người Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Thời gian đã lùi xa nhưng tầm vóc ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8 vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong tất cả các cuộc cách mạng, đặc biệt là cách mạng giải phóng dân tộc, vấn đề xác định thời cơ, chuẩn bị lực lượng để chớp thời cơ là những vấn đề hết sức quan trọng. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng tháng 8 năm 1945 là một minh chứng sinh động về sự nhạy bén trong nhận định và chỉ đạo chớp thời cơ khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Trên cơ sở xác định quyết tâm phải giành cho được độc lập tự do, Đảng đã tích cực xây dựng lực lượng cách mạng, chủ động sẵn sàng đón thời cơ, nổi dậy khởi nghĩa từng phần, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Để hoàn thành được nhiệm vụ đó, Đảng quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, tức Việt Minh, đưa ra chương trình Việt Minh, kêu gọi nhân dân, dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị lực lượng, đứng về phe đồng minh chống phát xít. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chính quân Pháp. Lúc này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và nhanh chóng đưa ra những nhận định về thời cơ khởi nghĩa đang đến rất gần. Những cơ hội tốt đang giúp cho những điều kiện khởi nghĩa mau chín muồi và ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Đảng quyết định phát động cao trào kháng Nhật cứu nước. Hồ Chí Minh nhận ra rằng phải hành động thật nhanh vì còn rất ít thời gian nữa thôi. Vì Ngài biết rõ rằng ngay khi người Nhật rời đi thì Trung Quốc sẽ hậu thuẫn Quốc dân Đảng nhằm quét sạch Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó còn chưa kể nước Pháp của De Gaulle sẽ sớm trở lại. Tháng 8 năm 1945, đó là một cơ hội và là cơ hội duy nhất. Thời cơ ấy là một cái điều kiện khách quan cho cách mạng. Nhưng mà chỉ cái thời cơ ấy thì không bao giờ mang lại độc lập cho dân tộc ta, mà phải có cái cuộc đấu tranh kết hợp là đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, lôi kéo được quảng đại quần chúng nhân dân tham gia vào cuộc cách mạng ấy. Thì với cái nhân tố chủ quan như vậy thì mới tận dụng được cái nhân tố khách quan để giành thắng lợi. Từ tháng 4 năm 1945 trở đi, cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ, phong phú về nội dung và hình thức. Đầu tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị Đại hội Quốc dân. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, đặt dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Chỉ huy Lâm thời, trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8 năm 1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, Tuyên Quang khẳng định cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương, để ra 3 nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là tập trung, thống nhất, kịp thời. 11 giờ đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa đã ra quân lệnh số 1 do đồng chí Trần Huy Liệu viết với lời lẽ hào hùng: "Hỡi quân dân toàn quốc, Tổ quốc ta đang đòi hỏi những hy sinh lớn lao của các bạn. Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta." Quân đồng minh vào thì mình đã phải có chính phủ sẵn rồi. Mình nghĩa là đón tiếp họ với tư cách mình là chủ đất nước, chứ không phải là mình đất nước tiếp quản. Đấy là cái sáng suốt của Bác Hồ. Và tôi thấy là tôi được dự cái hội nghị Tân Trào, tôi cũng thấy đúng là mình có cái vinh dự là mình được dự một cái hội nghị lịch sử mà lần đầu tiên Bác Hồ lấy tên là Hồ Chí Minh.
ngày 16 và 17 tháng 8 năm 1945, tại đình Tân Trào, Quốc dân đại hội họp thông qua lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định quốc kỳ, quốc ca, thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương, tức Chính phủ lâm thời, do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa. Cũng tại đây, trước Quốc dân đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời thề, quyết tâm giành độc lập dân tộc. Chiều ngày 16 tháng 8 năm 1945, chỉ huy Võ Nguyên Giáp đọc bản quân lệnh số 1 trước toàn quân đã gây một không khí náo nức trận mạc. Những đại biểu Quốc dân đại hội chứng kiến lễ ra quân và tiễn đưa đoàn Việt Nam giải phóng quân tiến đánh quân Nhật ở Thái Nguyên. Bộ đội chủ lực của Việt Minh đã chính thức xuất kích. Được Bác Hồ tin tưởng giao nhiệm vụ, đoàn của đồng chí Hoàng Quốc Việt đã khẩn trương lên đường để kịp thời nắm bắt khí thế cách mạng đang sục sôi tại các địa phương trong cả nước. Phải cử một đặc phái viên của Trung ương và đặc phái viên của Tổng bộ Việt Minh vào để kiểm tra tình hình chuẩn bị khởi nghĩa và giành chính quyền ở các tỉnh miền Nam Việt Nam, truyền đạt lại cái tinh thần nghị quyết của hội nghị cán bộ toàn quốc và chỉ đạo thực hiện cho đến nơi đến chốn, tạo sức mạnh nhân dân vùng dậy giành chính quyền, phải giữ mối liên lạc thường xuyên với Trung ương, báo cáo với Tổng bộ Việt Minh, báo cáo đầy đủ và đề ra giải pháp để xử lý những tình huống khó khăn. Vào những ngày tháng 8 năm 1945, tình hình chính trị ở Hà Nội càng trở nên nóng bỏng. Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội của Mặt trận Việt Minh được thành lập vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Ngày 17 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội, lúc đó Chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức một cái cuộc diễu hành meeting tại Nhà hát lớn phản đối Mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh biết được cái điều đó, cho nên mới quyết định tổ chức phá cái cuộc meeting đó để biến cái cuộc meeting đó thành cuộc biểu dương lực lượng của Mặt trận Việt Minh. Ông Phạm Đức và cùng trèo lên bao đời lớn là ông Trần Lâm, hai người cùng giúp nhau buông cái lá cờ đỏ sao vàng, và ông Phạm Đức bắt nhịp và hát luôn bài Tiến quân ca. Không ngờ rằng là dân chúng của cả cuộc meeting đó đều thuộc cái bài đó và họ hát vang cái bài Tiến quân ca đó trước cái lá cờ của mình. Sau đó đại diện Việt Minh lên tuyên bố, nay Việt Minh đã giành độc lập từ tay người Nhật chứ không phải người Pháp, và kết tội Chính phủ Trần Trọng Kim, kêu gọi dân chúng ủng hộ Việt Minh. Cuộc meeting biến thành cuộc tuần hành thị uy do Việt Minh điều khiển. Hà Nội này có vị trí hết sức lớn là vì Hà Nội nó là cái trung tâm chính trị mà. Giải phóng được Hà Nội thì bây giờ các địa phương khác người ta trông thấy Hà Nội người ta nổi dậy. Thế như thế Hà Nội như là cái tấm gương. Thế mà nhưng mà Hà Nội là cái cách làm Hà Nội nó có cái sáng tạo, họ để học cái cách sáng tạo của Hà Nội nữa. Nghĩa là mình cô lập, biết là bây giờ Nhật nó đầu hàng rồi thì cô lập Nhật, không đánh Nhật, đánh cái bọn Việt Gian. Thế thì thành ra vì thế cho nên là họ bắt chước Hà Nội như thế. Sau khi cướp chính quyền Hà Nội, cướp chính quyền rồi thì cái cuộc nổi dậy nó rất rộng lớn. Thế thì theo Hà Nội cướp chính quyền rồi thì nó thúc đẩy các cái nơi khác. 2 giờ chiều ngày 19 tháng 8, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã về đến Hà Nội. Ngày 22 tháng 8 năm 1945, đồng chí Hoàng Quốc Việt cùng với các đồng chí Cao Hồng Lãnh, Nguyễn Thị Thập, đại diện cho phái đoàn Tổng bộ Việt Minh, bắt đầu chuyến đi xuyên Việt. Các địa phương đâu đâu cũng có cờ đỏ sao vàng và tự vệ chiến đấu rầm rập. Cả nước chuyển mình cho một cuộc đại cách mạng giành độc lập tự do. Nếu không có đường lối cách mạng đúng đắn, mà đường lối ấy đó là dương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, để lôi kéo được quảng đại quần chúng nhân dân Việt Nam tham gia. Đã trải qua 3 cao trào cách mạng, cao trào 30-31, cao trào 36-39 và cao trào 39-45. Đó là những cái cuộc tổng diễn tập để dẫn tới cái cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Chúng ta thấy rằng cả cái quá trình ấy, biết bao chiến sĩ cộng sản, biết bao những người dân yêu nước đã hy sinh cả tính mệnh, chịu tù đầy để mang lại cái thắng lợi của dân tộc. Cách mạng tháng 8 thành công do nhiều nguyên nhân khác nhau,
Một trong những nguyên nhân quan trọng là sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Sức mạnh dân tộc thể hiện ở sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng trong mặt trận Việt Minh với các đoàn thể mang tên cứu quốc. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra, giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam. Ngày 19 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế, ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu. Ngày 25 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre. Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. Mặc dù mới được xây dựng, còn ít về số lượng, thiếu thốn về trang bị và non kém về trình độ tác chiến, nhưng lực lượng vũ trang đã có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động tuyên truyền, diệt ác trừ gian, cũng như hoạt động chiến tranh du kích cục bộ trước tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước đã về tay nhân dân. Nhiều nước thuộc địa và cũng hoàn cảnh như Việt Nam, cũng điều kiện như Việt Nam, nhưng mà rất ít nước giành được chính quyền vào cái thời điểm là tháng 8 năm 1945. Hoặc có nước cá biệt, có khi họ giành được chính quyền, nhưng đấy là giành về chính quyền vào tay cái giai cấp thống trị tư sản, chứ không phải giành chính quyền của tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc meeting gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Có thể khẳng định thành công lớn nhất của nghệ thuật khởi nghĩa trong cách mạng tháng 8 là Đảng ta đã chọn đúng thời cơ. Do chọn đúng thời cơ nên sức mạnh của toàn dân ta được nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước một cách nhanh gọn, ít đổ máu và thành công triệt để. Đồng thời, thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 là do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã nhanh chóng kịp thời chuyển hướng chiến lược cách mạng. Sự chủ động và nhạy bén đó bắt nguồn từ bản chất cách mạng, đường lối quan điểm đúng đắn, trí tuệ, tập thể của Đảng. Thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945 là minh chứng sinh động về sự vận dụng sáng tạo quy luật vận động phát triển của khởi nghĩa và cách mạng, khôn khéo trong nghệ thuật chỉ đạo trước thời cơ, giành thắng lợi, chứng tỏ tầm nhìn thời đại của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.